Công ty cổ phần nội thất Velo Home kính chúc anh chị một ngày làm việc mới vui vẻ. Xưởng sản xuất nội thất Velo Home chuyên sản xuất và thi công các đồ nội thất như sofa, bàn trà, tủ kệ TV, giường ngủ, bàn trang điểm. Ngoài các hạng mục đó thì chúng tôi còn sản xuất sâu thêm các dòng sản phẩm đa năng thông minh như sofa giường thông minh, sofa giường đa năng, ghế thư giãn kết hợp với lại cơ nâng bằng điện. Trước màn hình của các bạn, đây là bộ sofa, đây là bộ ghế sofa đơn được làm bằng da. Da này thì bằng da cova. Chất liệu da cova hiện nay đang được làm thì rất là cao cấp và nó có khả năng chống mùi và chống mốc rất là cao. Nâng lên hạ xuống thì đều được dùng bằng cơ điện, rất là nhẹ nhàng và rất là êm ái. Người già sử dụng rất là hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0965653333 để được tư vấn về các mẫu sản phẩm mới đa năng thông minh một cách tiện dụng nhất. Xin trân trọng cảm ơn.